Hello Amy, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã đến với Amy Việt Channel. Hôm nay Amy xin chia sẻ hai cách nấu cơm bò lúc lắc rất là đơn giản, dễ làm, ai cũng nấu được. Không cần phải có bí quyết nhưng mà ăn thì rất là ngon. Thịt thì mềm mại, mùi vị thì đậm đà. Xin mời các bạn cùng vào bếp với Amy để làm món cơm bò lúc lắc này nha. Tất cả nguyên liệu ở phần ghi chú ở bên dưới. Nếu các bạn yêu thích cái video này thì hãy bấm nút subscribe đăng ký để ủng hộ cho Amy Việt Channel. Ở đây thì Amy có là 550g thịt bò nha các bạn. Nếu các bạn có thể lựa được thịt bò nó càng mềm thì ăn nó càng ngon nha. Thì thịt bò thì các bạn có thể cắt khúc khúc như thế này, cắt vuông vuông đó, tùy theo mình thích nha. Tất cả nguyên liệu gia vị để ướp vào cái thịt bò thì Amy cũng đã chuẩn bị ở đây, gồm có là 9 loại gia vị khác nhau nha các bạn. Bước kế tiếp thì Amy sẽ pha cái tất cả cái gia vị lại nha. Đầu tiên thì Amy sẽ cho vào là một muỗng canh nước tương. Amy thêm vào là một muỗng canh dầu hào nữa nha. Cho vào là nửa muỗng cà phê đường. Thêm vào là một muỗng cà phê bột nêm. Nửa muỗng cà phê bột tỏi, nếu các bạn có thì cho vào, không có thì không sao nha. Cho thêm vào là 1/4 muỗng cà phê tiêu. Một muỗng cà phê dầu mè. Dầu mè nó làm cho cái thịt mình nó thơm hơn nha các bạn. Thêm vào là 1 muỗng cà phê rượu trắng, rượu nấu ăn đó nha các bạn. Và sau cùng là 1 muỗng canh mật ong nha. Mình cho thêm cái mật ong cho cái thịt mình nó thơm hơn và nó ngon hơn nha các bạn. Amy sẽ trộn tất cả cái nguyên liệu của cái gia vị hỗn hợp này để cho nó tan đều với nhau luôn nha. Hỗn hợp gia vị thì Amy đã trộn, nó cũng đã tan đều với nhau rồi. Thì bây giờ Amy sẽ cho cái phần gia vị này vào thịt bò để mình ướp. Amy sẽ rưới cái phần gia vị mà Amy đã trộn rồi đó lên trên cái phần của thịt bò nha các bạn. Thì sau khi mình rưới cái gia vị lên thịt bò thì Amy sẽ chừa lại một ít, để khi mà mình xào thịt bò Amy sẽ bỏ vào thêm sau nha. Amy sẽ chừa là một ít nước sốt này, Amy sẽ nêm nếm sau nha các bạn. Rồi thì Amy sẽ trộn đều cái phần thịt bò này với cái nước sốt, để cho cái nước sốt mà này đó nó thấm vào trong cái thịt bò, nó đậm đà hơn nha. Thịt bò thì Amy cũng đã trộn đều với gia vị. Thì bây giờ Amy sẽ để cái thịt bò này cho nó thấm từ 1 đến 3 tiếng. Nếu các bạn nào có thời gian thì có thể để qua đêm, thì thịt bò nó càng thấm càng lâu thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Kế tiếp Amy làm cho cái phần cơm. Mình nấu cơm trắng cũng được, nhưng các bạn muốn cơm có mùi vị đậm đà thì các bạn chỉ cần pha vào nước một ít dầu hạt điều nếu các bạn có, hoặc là một ít dầu ăn, ít bột nghệ, ít muối, ít bột nêm và ít đường. Mình khuấy đều cho cái tan gia vị, rồi cho vào nồi gạo đã vo sạch đem đi nấu chín. Ở đây Amy cũng đã có sẵn cái nước luộc gà rồi, nên Amy chỉ cần cho vào nồi gạo. Amy cũng đã ghi cái gia vị pha nước nấu cơm ở phần ghi chú bên dưới để cho các bạn dễ làm hơn. Amy sẽ cho cái phần nước luộc gà này vào trong cái nồi gạo và Amy sẽ đem đi nấu chín cái phần gạo này lên nha các bạn. Cơm thì cũng đã chín, rất mềm, xốp và thơm. Nấu bằng nồi cơm điện thì rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ nha các bạn. Ở đây thì Amy có những cái gia vị để mà mình xào cơm và làm cái nước sốt chấm trang cho cái món cơm bò lúc lắc này nha các bạn. Amy cũng đã ghi chi tiết cách nấu nước sốt tương ở phần ghi chú bên dưới để cho các bạn xem và dễ làm hơn. Trước tiên thì Amy sẽ cho lên bếp một muỗng canh dầu ăn nha. Và Amy sẽ cho vào là một muỗng cà phê tỏi băm và một muỗng cà phê hành tím băm nhuyễn nha các bạn. Rồi thì Amy sẽ phi cái tỏi và cái củ hành tím này cho nó thơm và nó vàng. Tỏi thì nó cũng đã vàng, thì bây giờ Amy sẽ cho cái phần cơm mà mình mới nấu chín đó, mình cho vào trong cái phần tỏi này mình xào sơ lên nha.
Tại vì cơm nó đã chín rồi và nó cũng đã mới nấu đó, thì mình chỉ cần xào sơ qua cho cái tỏi với củ hành để thấm vào cơm và chỉ cho nó thơm lên thôi. Rồi mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Sau khi mà cái phần cơm mà Emmy đã trộn đều với tỏi rồi đó, thì Emmy sẽ tắt bếp và Emmy sẽ cho cái phần cơm này trở vào lại trong cái nồi cơm điện nha. Thì mình để vào cái nồi cơm điện như vậy đó, cho cái cơm nó giữ nóng, khi mình ăn nó vẫn còn nóng và nó vẫn còn thơm nha các bạn. Bước tiếp theo thì Emmy sẽ nấu nước sốt tương. Emmy cho 2 muỗng canh dầu ăn vào nồi, cho lên bếp nấu nóng dầu. Emmy cho hết cái phần tỏi và củ hành tím băm nhuyễn vào luôn nha. Phi tỏi thì Emmy sẽ để cái lửa vừa, nếu mình để lửa lớn quá thì tỏi nó sẽ dễ bị cháy. Thì Emmy sẽ phi cho cái tỏi và cái hành tím này nó thơm, nó chín khoảng 1 phút. Emmy sẽ cho thêm cái gừng băm nhuyễn vào và phi đến khi nào cái tỏi và gừng hành tím này nó vàng là được. Nhưng chú ý các bạn đừng để nó vàng cháy quá nha. Tỏi phi thì vàng như vậy là được. Thì bây giờ Emmy sẽ cho thêm vào là 2 muỗng canh nước tương. Emmy sẽ cho thêm vào là 2 muỗng canh dầu hào. Và Emmy thêm vào là 2 muỗng canh đường cát trắng luôn nha. Emmy cho thêm vào là 7 muỗng canh nước luộc gà. Thì cái nước luộc gà này các bạn không có thì Emmy cũng đã ghi cái chi tiết ở phần cái ghi chú ở bên dưới cho các bạn xem và dễ làm hơn. Nếu mà mình không có nước luộc gà này thì mình có thể dùng nước lạnh và mình nêm nếm theo khẩu vị của mình nha các bạn. Rồi Emmy khuấy đều cho cái hỗn hợp và đường và cái nước tương rồi nó tan đều ra đó. Rồi mình mở lửa vừa nấu cho đến khi nào mà cái nước sốt này nó sôi lên thì mình tắt bếp nha các bạn. Cái nước sốt thì mình nấu nó cũng đã sôi rồi, thì bây giờ Emmy sẽ tắt bếp và để cái nồi nước sốt này qua một bên nha. Nguyên liệu mà để xào cùng với thịt bò thì ở đây Emmy có là ớt đỏ, loại ớt bự đây nha các bạn, và củ hành trắng và hành lá. Ở đây thì Emmy cũng đã cắt khúc hết ba loại này. Phần thịt bò này thì Emmy ướp cũng đã được 3 tiếng. Nếu mà có thời gian thì để qua đêm thịt bò sẽ thấm và nó ngon hơn. Emmy sẽ chia cái thịt bò này ra làm hai phần cho hai cách nấu nha. Cách xào thịt bò thứ nhất á, thì Emmy sẽ cho dầu vào chảo, nhưng mà Emmy sẽ cho một cái lượng dầu hơi nhiều một chút xíu. Emmy sẽ nấu cho cái dầu này nó nóng và nó sôi lên nha. Sau khi mà cái dầu nó đã nóng và nó đã sôi lên rồi đó, thì Emmy sẽ cho một nửa của cái phần thịt bò này vào trong cái chảo dầu này. Khi mà bỏ cái thịt bò vào trong cái chảo dầu đang nóng á, thì các bạn nên đảo đều tay để cho cái thịt bò này mình nó mau chín nha. Thì mình chỉ cần là xào sơ qua cái thịt bò này khoảng là 30 giây thôi nha các bạn. Cho cái thịt bò mình nó tái và nó săn lại đó. Rồi mình có thể vớt cái thịt bò này ra nha. Khi đừng có để trong cái dầu này lâu quá nên nó sẽ bị dai cái thịt bò và nó bị chín quá đó. Emmy sẽ vớt hết cái phần thịt bò đã chiên sơ ra ngoài một cái tô để riêng một bên nha các bạn. Kế tiếp thì Emmy sẽ cho một cái chảo lên bếp và một muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì Emmy sẽ cho vào là một muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn nha. Rồi thì Emmy sẽ phi cái tỏi này cho nó hơi vàng, không cần nó vàng cháy quá nha các bạn. Khi mà tỏi đã vàng rồi đó thì Emmy sẽ cho ớt đỏ
Và củ hành trắng mỗi thứ một nửa Amy cho vào trong cái chảo. Amy sẽ xào sơ cho cái ớt và củ hành này nó săn lại và nó thơm lên nha các bạn. Không cần mình xào chín lắm nha. Ớt và củ hành thì nó vừa chín là được. Thì Amy sẽ cho cái phần mà thịt bò hồi nãy Amy đã chiên sơ đó, Amy cho vào trong cái ớt và củ hành này Amy xào lên luôn nha. Thịt thì nó cũng đã chín sẵn, mình chỉ cần xào sơ nó lên. Còn cái phần nước sốt mà Amy đã chừa lại khi mà mình ướp thịt đó, thì Amy sẽ cho cái phần nước sốt hết vào đây luôn. Rồi thì kế tiếp thì Amy sẽ cho những cái hành lá, Amy cho phần nửa hành lá vào trong cái thịt bò này luôn. Amy xào sơ thêm khoảng là 30 giây nữa, rồi Amy sẽ cho thêm vào là 5 gram bơ. Bơ thì giúp cho cái thịt bò có thêm cái mùi vị thơm hơn. Xào sơ qua thêm một lần nữa cho cái bơ nó tan rồi Amy sẽ tắt bếp nha. Đây là cách một nhà hàng quán ăn hay dùng để xào thịt bò. Cách này thì hơi cầu kỳ và mất nhiều thời gian. Thường những bạn không có nhiều thời gian nấu ăn, thích nhanh lẹ thì không nên dùng cách này để xào thịt bò. Các bạn có thể bỏ qua cách 1 xào thịt bò và xem thêm cái cách 2 Amy chia sẻ xào thịt bò nhanh gọn lẹ nha. Kế tiếp là cách 2 để mà mình xào thịt bò. Thì ở đây Amy cũng cho một muỗng canh dầu ăn lên chảo và bắt lên bếp cho dầu nóng. Rồi thì Amy cũng cho một muỗng cà phê tỏi băm nhỏ vào luôn. Amy phi cho cái tỏi nó vàng và nó thơm, đừng để nó bị quá cháy nha các bạn. Rồi sau khi tỏi nó đã vàng thì Amy sẽ cho cái hết cái phần thịt mà Amy đã chừa lại đó. Rồi Amy cho hết vào luôn trong cái chảo đã phi tỏi vàng đó. Amy sẽ xào sơ cho cái thịt mình nó săn và nó tái lại nha. Thịt thì Amy chỉ xào sơ cho nó săn và nó chín tái là thôi nha các bạn. Các bạn đừng để xào cho nó chín quá nha. Chín quá thì thịt nó sẽ dễ bị dai. Thì sau khi mà thịt nó đã săn và tái lại rồi đó thì Amy sẽ cho hết cái phần mà ớt và củ hành trắng vào luôn nha. Amy sẽ xào sơ khoảng là 30 giây thôi nha các bạn đừng xào lâu nha. Thì mình xào khoảng 30 giây cho cái ớt và cái củ hành mình nó hơi chín thôi. Amy sẽ cho thêm vào là 5 gram bơ và cái phần mà hành lá cắt khúc còn lại Amy cho hết vào luôn nha. Bơ nó sẽ giúp cho cái thịt mình nó có mùi thơm hơn và ngon hơn nha các bạn. Rồi Amy cũng xào sơ và khoảng 10 giây thì Amy sẽ tắt bếp và nhắc xuống nha. Đây là cách 2 để xào món thịt bò lúc lắc nhanh gọn lẹ. Cách này thì Amy thường làm vì nó không có mất nhiều thời gian trong lúc mà mình nấu ăn. Amy chúc các bạn nấu và ngon miệng với món cơm bò lúc lắc đơn giản này nha. Amy cũng cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và đừng quên hãy bấm nút subscribe đăng ký để xem những cái video kế tiếp và like and share để ủng hộ cho Amy Việt Channel nha.